Hôm nay mình sẽ đến với nhóm kháng sinh phá hủy ADN. Thì nhóm này khi được chuyển hóa sẽ tạo thành những chất oxy hóa mạnh để phá hủy ADN, ARN và protein của vi khuẩn. Ví dụ như ở đây là nitroglycerin. Thì trong vi khuẩn nó sẽ được hoạt hóa bởi nitroreductase và tạo thành một chất có tính oxy hóa mạnh. Và như vậy nó sẽ phá hủy ADN, ARN và protein, từ đó có tác dụng diệt khuẩn. Tuy nhiên, nó cũng có tác động trên cơ thể con người, mặc dù thuốc này là thuốc chọn lọc. Nhưng nó cũng có một phần nào đó tác động trên người. Thì nó cũng sẽ phá hủy như vậy, có thể gây nên ung thư hoặc là quái thai. Tuy nhiên những thuốc này theo lý thuyết thì có thể gây quái thai. Nhưng mà hiện nay thì theo các nghiên cứu thì nó vẫn được xếp vào phần bảng A, B của FDA á. Và tốt nhất thì không nên xài trong 3 tháng đầu trong thai kỳ. Thì nhóm này gồm có metronidazole và nitrofuran. Mình đến với metronidazole. Thì thuốc này gồm có 4 thuốc chính được xài đây. Cơ chế. Thì như mình đã nói thì nhóm nitro của thuốc sẽ bị khử bởi các protein vận chuyển electron đặc biệt của vi khuẩn. Và những electron này là electron để hô hấp kỵ khí á. Thì nó sẽ tạo ra sản phẩm là ferredoxin. Thì chất này là một chất oxy hóa mạnh và nó sẽ phá hủy ADN, ARN và protein, từ đó tạo nên khả năng diệt khuẩn. Thì cái thuốc này á, nó chỉ tác động trên vi khuẩn kỵ khí thôi, hoặc là vi khuẩn vi hiếu khí. Vi khuẩn vi hiếu khí là gồm có Campylobacter và H. pylori, và thậm chí nó có thể tác động trong các tế bào trong tình trạng thiếu oxy nữa. Ngoài ra thì nó cũng có tác động trên amip luôn. Phổ kháng khuẩn. Thì như mình đã nói thì tất cả vi khuẩn kỵ khí đều bị tác động hết, ngoại trừ trực khuẩn kỵ khí gram dương không tạo thành bào tử sẽ thường kháng được thuốc, ví dụ như con mụn khuẩn. Cho nên người ta không có dùng metronidazole để trị mụn. Các vi khuẩn vi hiếu khí như H. pylori hoặc Campylobacter thì thuốc không nên được dùng đơn trị các chủng này, tại vì vi khuẩn này á nó có hai dạng hô hấp, một là hô hấp hiếu khí. Nó có thể vừa hô hấp hiếu khí lẫn hô hấp kỵ khí. Cho nên nó sẽ kháng bằng một cách rất đơn giản, đó là nó sẽ ngưng hô hấp kỵ khí và nó chuyển sang hô hấp hiếu khí. Vì vậy nó sẽ đề kháng với metronidazole một cách cực kỳ nhanh chóng. Phổ thứ ba là nó sẽ tác dụng trên các động vật nguyên sinh như là lỵ này, Trichomonas vaginalis tức là con trùng rơm đạo. Do động học thì các thuốc này hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, phân bố rộng rãi trong cơ thể kể cả dịch não tủy, cho nên có thể dùng để điều trị viêm màng não do vi khuẩn kỵ khí. Liên kết protein khoảng 10-20%. Đây, cái thuốc nhóm này thường có thể bị làm sậm màu của nước nha. Nitrofurantoin cũng vậy, cũng có thể gây sậm màu. Mấy cái này bạn tham khảo nha. Thể dùng để điều trị nhiễm trùng động vật nguyên sinh như là Trichomonas vaginalis hoặc là lỵ Giardia lamblia. Rồi, thứ hai là trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn kỵ khí như là nhiễm trùng máu do vi khuẩn kỵ khí, viêm màng não do vi khuẩn kỵ khí hoặc nhiễm trùng ổ bụng. Hoặc là người ta cũng có thể dùng phối hợp với spiramycin để điều trị nhiễm trùng răng miệng. Thực ra thì sử dụng đơn độc metronidazole để điều trị nhiễm trùng răng miệng nó không quá hiệu quả, cho nên phải dùng phối hợp với spiramycin thì nó mới đủ hiệu quả. Và các bệnh nhiễm trùng kỵ khí khác như là nhiễm trùng kết tràng, trực tràng thường là do kỵ khí, con cũng có liên quan đến kỵ khí. Tác dụng phụ. Thì metronidazole được xếp vào trong chất có thể gây ung thư theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế của WHO. Thuốc này có thể gây quái thai trong 3 tháng đầu thai kỳ. Thì ngày xưa người ta cho thấy là thuốc này có thể dùng trong 3 tháng đầu thai kỳ, không tìm thấy các dị tật quái thai. Tuy nhiên sau này khi các nghiên cứu đã đầy đủ, có thể là thuốc này có thể gây quái thai trong 3 tháng đầu thai kỳ. Đây là cập nhật nha, là không dùng trong 3 tháng đầu thai kỳ nữa. Cập nhật này mới cách đây khoảng vài năm à. Tương tác thuốc. Thì metronidazole có tác dụng kiểu đi sulfuram. Đây. Xong hiện ta. Đây. Thì khi ethanol được uống vào cơ thể, nó sẽ được chuyển hóa qua một enzyme để chuyển hóa acetaldehyde. Và sau đó acetaldehyde sẽ được chuyển hóa qua một enzyme nữa để chuyển thành acetic không độc và được thải trừ qua cơ thể bằng nước tiểu. Tuy nhiên, metronidazole nó sẽ ức chế cái enzyme này
và khiến cho aldehyde không thể chuyển thành axit acetic. Điều này sẽ dẫn đến tích tụ acetaldehyde trong cơ thể và gây các hiệu ứng như là say rượu á, là buồn nôn, nôn đỏ mặt, đỏ da, nhịp tim nhanh và khó thở. Nếu mà dùng chung với rượu thì sẽ gây say rượu mạnh hơn nhiều. Vì thế không nên uống rượu trong điều kiện bằng metronidazole toàn thân và ít nhất 48 giờ sau khi kết thúc, ít nhất là 48 giờ nha. Để cho cái men này được hồi phục. Disulfiram và metronidazole có thể gây là ảo giác và nếu mà nặng thì có thể gây loạn thần cấp và lú lẫn, có thể gây bệnh não cấp. Cơ chế tác dụng là có lẽ tác dụng lên dopaminergic. Hội chứng này. Thì các bạn phải nhớ tương tác này nha. Nếu mà sử dụng metronidazole cộng với mebendazole thì tăng tỷ lệ gây steversozone. Cho nên phối hợp này là phối hợp không được sử dụng. Cái này tham khảo thôi. Tham khảo thôi nha. Cái này mình sẽ gửi slide dưới. Rồi, một số điểm nhấn trong điều trị bằng metronidazole. Thì trong sách của các bạn á sẽ thấy là metronidazole là thuốc đầu tay để điều trị nhiễm Clostridium difficile. Tuy nhiên thì từ năm 2018 người ta đã chuyển đổi khuyến cáo rồi, là người ta không sử dụng metronidazole để điều trị nhiễm trùng Clostridium difficile nữa vì tỷ lệ đề kháng cao và tỷ lệ thất bại cao. Cho nên bây giờ người ta sẽ chuyển sử dụng vancomycin đường uống. Thì vancomycin trên in vitro á, nên nó sẽ cho thấy là đề kháng với Clostridium difficile. Tuy nhiên trên lâm sàng thì nó hoàn toàn không có đề kháng. Tại vì cái nồng độ của nó rất cao, nó đến 1mg trên 1ml nên vi khuẩn không có đề kháng đâu. Điểm nhấn thứ hai là metronidazole thải trừ chủ yếu qua gan nhưng lại cần phải điều chỉnh liều khi suy thận nặng. Đây là một trong những kháng sinh khá đặc biệt. Điểm cần nhớ thứ ba là một tương tác mà hay bị lạm dụng, đó sử dụng metronidazole và moxifloxacin. Thì phối hợp này á, nó không có tăng tác dụng gì cả và cũng không có cơ sở để điều trị kép bao phủ trên B. fragilis mà chỉ có tổ tăng tốn tiền và tác dụng phụ thôi. Cho nên không nên lạm dụng phối hợp này. Rồi một điểm nhấn nữa là cái metronidazole có thời gian bán thải là khoảng 7 giờ. Điều này cho phép dùng một lần một ngày với liều 1g và tiêm tĩnh mạch. Cho nên ngoại trừ viêm đại tràng giả mạc do Clostridium difficile, ít có lý do để sử dụng phác đồ 500mg mỗi 6 đến 8 giờ. Có nghĩa là cái này mình chỉ cần dùng một lần một ngày thôi là đủ. Một lần một ngày. Số lần dùng thuốc càng ít á, thì cái độ tuân thủ của bệnh nhân càng tăng. Phối hợp kháng sinh. Trong lâm sàng, metronidazole thường được phối hợp với beta-lactam để mở rộng phổ trong điều trị bao vây trong những nhiễm trùng nặng mà không rõ nguyên nhân đó. Ví dụ như nhiễm trùng ở bụng, không rõ nguyên nhân. Hoặc là sử dụng chế phẩm đạo âm đạo metronidazole cộng nystatin cộng neomycin để điều trị cũng là bao vây mà không rõ nguyên nhân. Nystatin là để nhắm vào các tác nhân là do vi nấm. Metronidazole là nhắm vào các tác nhân là kỵ khí, còn neomycin là nhắm vào các tác nhân hiếu khí. Và như mình đã nói, không cần thiết phải phối hợp metronidazole và moxifloxacin trong nhiễm khuẩn ổ bụng không rõ nguyên nhân vì để bao phủ B. fragilis là không đủ lợi ích. Rồi, mình qua nhóm thứ hai là neutrophuran. Thì cái này còn có hai nhóm, một nhóm là tác động trên đường tiết niệu và một nhóm tác động trên ruột. Nhóm tác động trên ruột thì nó sẽ rất ít hấp thu vào trong máu nếu như ruột không bị tổn thương. Cho nên nó chỉ dùng để điều trị tiêu chảy mà không bị tổn thương lòng ruột thôi. Thì nhóm này gồm có nitrosazid, nifurazid. Còn thuốc này á bị là một chất gây ung thư. Sau này người ta nghiên cứu kỹ ra thì nó là một chất gây ung thư nên không còn được sử dụng trên người nữa. Thì cơ chế nó sẽ được khử bởi enzyme và tạo thành gốc oxy hóa mạnh và gây tiêu diệt vi khuẩn, thì nó sẽ chọn lọc trên vi khuẩn hơn là trên người. Và thuốc tăng hoạt tính khi pH bé hơn 5,5. Cho nên nếu mà sử dụng với các thuốc mà toan đường tiểu, làm hạ pH đường tiểu giống như là vitamin C á, thì thuốc sẽ có tác động mạnh hơn.
Hồi tác dụng. Thuốc có tác dụng trên nhiều chủng vi khuẩn gram âm và gram dương trong đường tiết niệu. Ngoại trừ bốn nhóm sau là Proteus, Pseudomonas, Enterobacter và một vài Klebsiella. Trên thực tế thì nó vẫn tác dụng trên Klebsiella nhưng mà chỉ một vài loài là không tác dụng thôi. Và vì điều này cho nên nitrofurantoin không được dùng để điều trị theo kinh nghiệm. Thuốc không nên dùng trên nam giới tại vì nó không tống tốt vào mô tiền liệt tuyến. Đối với nam giới thì phải sử dụng quinolone là thuốc đầu tay á. Nếu không sử dụng quinolone là thuốc đầu tay thì dùng trimethoprim hoặc phối hợp với sulfamethasone tại vì nó thấm tốt vào tiền liệt tuyến. Điểm nhấn trong sử dụng nitrofurantoin này thì chống trụy định ở những bệnh nhân suy giảm chức năng thận tại vì sẽ tích lũy toàn thân và không đạt mức độ điều trị trong đường tiết niệu. Con gà nó giận nhau. Bốn điều lưu ý trong điều trị là thuốc chỉ dùng trong điều trị chứ không dùng để dự phòng. Tại vì thuốc này là một thuốc mà có thể gây ung thư hoặc là sơ phổi cho nên là hạn chế sử dụng thôi. Và chỉ sử dụng cho những nhiễm khuẩn đã được xác định tại vì nó không có bao phủ đối với Pseudomonas hoặc là Enterobacter. Chỉ dùng cho nữ giới chứ không dùng cho nam giới tại vì nó không tống tốt vào mô tiền liệt tuyến. Và cuối cùng là chỉ dùng trong thời gian ngắn ngày. Tác dụng phụ các nhóm thuộc nhóm này á, giống như metronidazole vậy, nó có thể gây là nước tiểu màu nâu, sẫm màu. Vì vậy nếu điều trị thì cần phải lưu ý cho bệnh nhân điều này, không bệnh nhân lại lo lắng và hoảng sợ. Rồi độc tính trên phổi. Thì thuốc là, như mình đã nói thì thuốc này có thể gây ung thư và phá hủy tế bào con người. Cho nên nó có thể gây độc tính trên phổi là cấp tính, bán cấp hoặc mãn tính. Nếu phản ứng cấp tính và bán cấp thì có thể liên quan đến phản ứng quá mẫn. Nếu mà phản ứng về mãn tính thì nó sẽ liên quan đến liều, tổng liều suốt đời của nó và thời gian xài quá lâu á, thì nó sẽ gây ra. Không nên sử dụng lâu dài là vậy. Thì cái thuốc này á, nó có tương tự với đệm citrat. Thứ hai là nó không nên được phối hợp với quinolone vì nó là đối kháng trên in vitro. Tại vì cái thuốc này á, khi nó tạo thành các gốc oxy hóa thì nó sẽ phá hủy luôn cả quinolone. Vì vậy là nó không dùng phối hợp với quinolone được. Nirofusazid thì các nhóm mà mình có đánh dấu màu đỏ thì nó sẽ tác dụng trên đường tiêu hóa. Nhóm thuốc này á, nó sẽ có một lợi điểm là không ảnh hưởng đến hệ thực vật đường ruột và ít tác dụng phụ do nó không có hấp thu qua đường tiêu hóa nếu mà lòng ruột không bị tổn thương. Viêm đại tràng nó chỉ có thể điều trị viêm đại tràng và tiêu chảy do không sốt và không tổn thương đường tiêu hóa thôi. Một vài tương tác thuốc. Nitrofurantoin đều không gây quái thai trên thực nghiệm động vật. Tuy nhiên thì nó cũng có hơi có liên quan đến tình trạng mà hở màu ít ở phụ nữ sử dụng thuốc trong 3 tháng đầu thai kỳ. Cho nên chỉ nên sử dụng khi không còn thuốc nào an toàn khác thôi.